Kính thưa quý vị và các bạn, trong khi câu chuyện điểm cao vẫn trượt nguyện vọng một đại học còn chưa hết đóng, thì những ngày gần đây dư luận xôn xao về việc câu chuyện điểm trúng tuyển vào các trường ngành sư phạm của nhiều trường thấp kỷ lục, 10, 12 điểm, thậm chí là 9 điểm 3 môn cũng có thể trở thành giáo viên tương lai. Trong khi đó, năm nay thí sinh lại thi trắc nghiệm với đề thi được đánh giá là khá dễ, không có tính phân hóa cao. Điều đó có nghĩa là điểm 3 của một bài thi trắc nghiệm chỉ tương đương với điểm 1, 2 của một đề thi tự luận những năm trước. Vâng, khi sinh viên sư phạm có đầu vào với điểm số thấp như vậy thì mai sau họ sẽ học tập như thế nào và ra trường trở thành những thầy cô giáo ra sao? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này với một vị khách mời có mặt trong trường quay của chúng ta. Và trước khi gặp gỡ với vị khách mời này thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây. Nay Đại học Sư phạm Huế có 5 ngành sư phạm lấy điểm chuẩn là 12,75. Đây là điểm được tính theo công thức môn chính nhân đôi, cộng với 2 môn phụ, chia 4 nhân 3. Như vậy có nghĩa tổng điểm môn chính nhân đôi và 2 môn phụ của các ngành này bằng 12,75 chia 3 nhân 4 bằng 17. Trả lời báo chí, đại diện nhà trường cho biết, tổng điểm 3 môn, tức môn chính cộng 2 môn phụ vẫn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng điểm sàn 15,5. Từ hai công thức này có thể suy ra, điểm môn chính sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 1,5. Điều đó cũng có nghĩa có thể xảy ra trường hợp thí sinh có điểm môn chính là 1,5 vẫn đỗ vào ngành sư phạm của trường này. Ngoài hai trường đại học lớn là Đại học Sư phạm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao thì phần đông các trường sư phạm ở địa phương chỉ lấy điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn 15,5 một chút. Thậm chí một loạt các trường cao đẳng sư phạm như Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai, mức điểm trúng tuyển nhiều ngành cũng chỉ loanh quanh 9-10 điểm. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có rất nhiều ngành điểm chuẩn chỉ 9 điểm. Như vậy, trung bình, thí sinh chỉ cần 3 điểm một môn là đỗ. Nếu trường hợp có điểm ưu tiên, số điểm lại còn thấp hơn. Thưa quý vị và có mặt trong trường quay để cùng trò chuyện với chủ đề này, chúng tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Con số 9 điểm có thể trở thành giáo viên. Đối với chị cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy lo ngại. Với trách nhiệm là một giảng viên đại học sư phạm, thì chúng tôi biết rằng là cái việc điểm chuẩn đầu vào của các sinh viên cũng sẽ quyết định cái khả năng các em tiếp nhận kiến thức mà chúng tôi trang bị cho các em, cũng như tất cả những cái hoạt động trong nhà trường để các em có thể nâng cao được kỹ năng. Bởi vì là trong chương trình thì chúng tôi sẽ không thể bù lắp tất cả những cái thiếu hụt khi các em học phổ thông, mà chúng tôi chỉ có thể bổ sung thôi. Vậy thì cái câu chuyện là làm thế nào để đào tạo được một giáo viên chất lượng khi mà điểm đầu vào của các em khá thấp, thì đấy là một điều mà chúng tôi rất là đau lòng. Vâng, có cái thông tin cho rằng là cái điểm cao thấp ấy, nó không đánh giá và nó không phải là tất cả. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đang nói câu chuyện về cái mâu thuẫn khi mà cái số điểm mà nó lại thấp như vậy. Với chị, một người mà làm công tác giáo dục, thì chị ứng xử thế nào với cái quan điểm này? Tôi nghĩ rằng là việc điểm cao thấp không phải là chúng ta nói ở đây với câu chuyện của đại học, mà chúng ta chỉ nói với cấp 1 là không đề cao cái vấn đề điểm số. Nhưng còn ở vấn đề là đại học hoặc là cấp 2, cấp 3 thì chắc chắn chúng ta sẽ phải có một chỉ tiêu để đánh giá các em. Và nếu không có những chỉ tiêu như thế thì giảng viên chúng tôi sẽ rất khó khăn để trong quá trình tìm hiểu các em và giúp các em nhận thức được vấn đề. Thế thì cái câu chuyện mà điểm số nó đầu vào nó sẽ quyết định cái chất lượng của các em là câu chuyện tất cả các giảng viên chúng tôi đều biết. Và chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta không có một tiêu chí nào khác để đánh giá một sinh viên thì điểm đầu vào chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm. Vâng, và tôi thì cũng ủng hộ quan điểm đó. Thực ra nếu mà ai đưa ra những quan điểm kia thì tôi cho rằng đấy là ngụy biện. Bởi vì đặc biệt với môi trường sư phạm thì nó là môi trường khác. Bởi vì khi mà chúng ta trở thành những người giáo viên, những người truyền đạt những kiến thức, thì rõ ràng là cái kiến thức mà các bạn phải có, đấy là một cái nền tảng rất là chắc chắn, thì các bạn thậm chí tôi nghĩ rằng là đáng lẽ chúng ta thậm chí còn phải đòi hỏi cao hơn với ngành sư phạm. Nhưng mà rất là đáng tiếc khi mà chúng ta thấy cái tình trạng này nó diễn ra. Và chị đã giảng dạy với ngành sư phạm, thì trong cái quá trình theo dõi của chị ấy, thì chị có thấy rằng là khi mà cái việc mà cái chất lượng đầu vào như vậy và cho đến cái ngày ra trường ấy, thì các cái sinh viên ấy, về cái dụ về mặt điểm số thế này ấy, nó có thay đổi gì nhiều? Nếu mà các em chênh nhau một vài điểm thì không có sự thay đổi lớn. Nhưng mà nếu mà chênh quá nhiều thì có một cái sự khác biệt rất là rõ, đặc biệt là với những em mà điểm quá thấp hoặc là cái hệ xét tuyển. Ở đây tôi muốn nói cụ thể, giả dụ như là có những cái em mà đầu vào điểm rất là cao, thì liệu sau khi mà ra trường có phải phần lớn đó sẽ trở thành những giáo viên, cái bạn sinh viên có điểm thành tích học tập rất là tốt? Hoặc là có những cái tình trạng nghĩa là đầu vào có thể là thấp nhưng mà ra các bạn vẫn có kết quả rất là cao.
Thì tôi cũng đang muốn nói về vấn đề đấy, là nếu như mà điểm đầu vào của các em cao thì hầu hết là các em sẽ rất dễ dàng học hành và điểm đầu ra của các em cũng cao. Nhưng mà cũng có những trường hợp cá biệt khác. Còn với trường hợp là thấp quá thì chắc chắn là sẽ rất khó khăn. Còn thấp ở mức trung bình thì cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì bên cạnh cái việc các em có điểm số như thế thì đặc biệt là tính cách của các em. Nếu các em yêu trẻ, các em ham hiểu biết thì các em có thể tự lo cho bản thân mình bằng cách bù khuyết những cái thiếu sót của mình. Nhưng nếu như mà các em quá kém thì cái việc mà bù khuyết như vậy không hề đơn giản một chút nào. Dạ vâng, là người đã giảng dạy bao năm qua thì chị thấy thế nào, là lý do gì, lý do chính ấy, mà khiến cho cái ngành sư phạm có cái điểm chuẩn càng ngày càng thấp như vậy? Thứ nhất thì tôi cũng phải chia sẻ thật là ngành sư phạm chưa bao giờ là ngành hấp dẫn thanh niên. Bởi vì cái hoạt động quá tĩnh và đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, đòi hỏi cái sự cố gắng của người giáo viên rất nhiều. Hơn nữa môi trường làm việc chỉ có trẻ em, đấy không phải là môi trường làm việc hấp dẫn. Thanh niên thích những gì năng động hơn, như là những ngành kinh tế hay là phóng viên các bạn chẳng hạn, thì tất cả những cái đó sẽ hấp dẫn thanh niên hơn. Thời gian gần đây thì xã hội có lẽ là khắt khe với nghề giáo và khiến cho các thanh niên sợ hơn nữa khi mà tiếp xúc với nghề giáo. Họ sợ trách nhiệm, bởi vì làm việc với con người là trách nhiệm rất cao. Họ sợ bị chê trách, và còn họ sợ cả những cái rủi ro nếu như mà họ tham gia vào nghề giáo, thì đấy cũng làm cho cái điểm số đầu vào nó kém đi. Vâng, và với tình trạng này thì người ta thấy rằng là cái đầu vào đã thấp như vậy rồi, là cái việc mà đánh giá về nghề giáo bây giờ của xã hội cũng có ảnh hưởng đến cái câu chuyện là mọi người lựa chọn nghề giáo, và nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn, và tôi sợ rằng nó sẽ vẫn còn tiếp tục thấp. Vâng, chính xác là như vậy. Và trong cái quá trình mà chị giảng dạy, có cái trường hợp nào mà chị thấy rằng là cái điểm đầu vào mà các bạn ấy thấp như vậy nhưng mà nó vẫn là một cái ví dụ tiêu biểu, một cái hình thức có rất là đáng tuyên dương về cái quá trình phấn đấu của các bạn khi mà các bạn học cao đẳng đại học? Chắc chắn là có, vẫn có những trường hợp như thế. Có những em thậm chí là ở hệ cử tuyển, nhưng mà các em rất là nhiệt tình học hành, và các em luôn luôn hỏi các cô là chúng em sẽ phải làm thêm gì, em học thêm điều gì ở đây. Và chính vì vậy khi mà các em ra trường thì các em lại có một kết quả học tập rất là tốt, và các em có một cái hành trang rất là ổn định để có thể bước vào đời. Những trường hợp đấy là có, tuy nhiên nó không nhiều, và chính vì vậy chúng tôi rất là lo lắng khi điểm đầu vào không cao. Thưa chị Thu Hương, như chị vừa nói rằng là những bạn mà có điểm đầu vào thấp thì trong quá trình học tập các bạn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập. Và như chị vừa nói là có những cái trường hợp các bạn điểm đầu vào thấp nhưng mà vẫn có những tiến bộ trong quá trình học tập, nhưng nó là những trường hợp rất là ít. Còn lại phần đa là những bạn có điểm đầu vào thấp thì trong quá trình học tập các bạn cũng rất khó để tiến bộ. Và chị có câu chuyện nào, có những cái ví dụ cụ thể nào về việc là những bạn thi vào có điểm đầu vào rất thấp và trong quá trình học tập cũng như là cho đến tận khi mà bạn ra trường chị vẫn cảm thấy là chất lượng trong công việc của bạn thì rất đáng ngại? Có chứ ạ, có những rất khá nhiều những trường hợp như vậy. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo ngại. Khi mà chúng tôi giúp các em ấy học thì chúng tôi cảm thấy cái sự khó khăn của các em. Và lý do là bởi vì khi các em kém thì các em không biết là mình kém ở đâu để các em có thể khỏa lấp được cái việc đấy. Và thậm chí là đôi khi chúng tôi hỏi thi thì các em còn cảm thấy là các cô quá khó tính. Đáng ra là thế này là được rồi, nhưng mà các cô lại đòi hỏi hơn. Mà thực ra các em ấy không nhìn ra là các em chưa đạt được với những cái mức chúng tôi yêu cầu. Thế thì trong những trường hợp như vậy, lúc mà ra trường các em gặp rất nhiều khó khăn, và cũng có rất là nhiều giáo viên ở các trường hoặc là hiệu trưởng các trường sẽ kêu ca về những trường hợp như thế, thì chúng tôi cũng đã gặp rồi. Vâng, và chắc chắn là sẽ gây ra một cái hệ lụy rất lớn cho những lứa học sinh nào mà học tập dưới những thầy cô giáo như vậy, đúng không ạ? Ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới thì người ta áp dụng việc là lỏng cái đầu vào đại học và chặt đầu ra để đào tạo được cho nhiều người được cơ hội tiếp cận với đại học, nhưng mà chất lượng nguồn lao động lại được nâng cao hơn. Vậy thì theo chị, đối với ngành giáo dục thì chúng ta cũng có nên áp dụng cái việc là chúng ta tuyển vào dễ nhưng mà đầu ra của chúng ta thì chúng ta phải thắt chặt lại hơn hay không? Tôi nghĩ đây cũng là một hướng rất là hay. Nếu như làm được như thế thì chắc chắn là đầu ra sẽ rất là tốt. Và việc đó thì trường của chúng tôi là trường Đại học Sư phạm Hà Nội vẫn đang tiến hành. Ra trường ở trường chúng tôi cũng không dễ lắm. Tuy nhiên chúng ta cần phải đặt ra một cái tình huống là nếu như vậy thì có phải là tất cả các thanh niên sẽ thi đầu vào một cách dễ dàng và sẽ vào đại học. Lúc đấy thì
số lượng giảng viên rồi là các trang thiết bị có đầy đủ để chúng ta áp dụng được hay không. Cho nên tôi nghĩ với Việt Nam với cái điều kiện cũng chưa khá lắm thì tốt nhất chúng ta vẫn nên siết đầu vào, thì lúc đấy tất cả mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Dạ vâng. À, cái ý đó cũng giống ban đầu đúng không? Và thực ra nó quan trọng hơn nữa là quan trọng vào cái chất lượng mà cái siết chặt của chúng ta là như thế nào. Chứ còn bây giờ nếu mình áp dụng mô hình đó rất có thể là mình siết chặt khiến các bạn lại còn sợ hơn. Dạ vâng, và bây giờ thì chốt lại cái vấn đề này. Thực sự thì phải nói là giáo dục là cái cốt lõi trong cái sự phát triển của quốc gia. Và chúng ta vẫn nói là hiện tại là nguyên khí quốc gia. Thế bây giờ chúng ta đào tạo với những cái người mà với cái đầu vào thấp như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là ở đây thì nguyên chỉ tính cái điểm số thôi thì rõ ràng là nó không đảm bảo chất lượng. Thật sự là đây là một cái điều rất là lo ngại. Chị là một người công tác trong ngành, chị có những lúc nào chị thấy băn khoăn, trăn trở và có thể là nghĩ ra những cái giải pháp nhỏ nào để có thể khắc phục tình trạng này? Tôi nghĩ chúng ta nhìn vào điểm số thì chúng ta sẽ thấy hầu hết ở đây là những trường cao đẳng của các tỉnh. Và tôi nghĩ rằng lý do một là có quá nhiều những trường cao đẳng như vậy, và cái thứ hai là chỉ tiêu của các trường không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Nếu như chúng ta chuyển những trường đó thành những trường cao đẳng nghề mà trong đó nghề sư phạm chỉ là một nghề thôi thì lúc đấy cái áp lực để tuyển sinh sẽ không cao nữa. Và đồng thời họ cũng sẽ biết là trong tỉnh của mình cần những ngành nghề gì, họ sẽ tuyển những ngành đó và cân đối được cái chỉ tiêu. Thì lúc đấy tất cả những câu chuyện khó khăn về nhân sự, về thừa thầy thiếu thợ và kể cả câu chuyện điểm thấp của ngành sư phạm cũng sẽ được giải quyết. Nghĩa là chúng ta vẫn mắc ở cái chữ chỉ tiêu đó đúng không ạ? Đôi khi là vì cái cơ chế mà chúng ta, các trường, các tỉnh khi mà họ chủ động thì họ có một cái chỉ tiêu như vậy và họ không có được một cái sự phân phối linh hoạt. Vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Đó cũng là một ý kiến và hy vọng rằng là chúng ta sẽ thấy được những cái sự thay đổi ở trong những cái mùa tuyển sinh tiếp theo. Chứ còn đây thực sự là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là xã hội đang rất là lo lắng. Xin được cảm ơn chị đã đến cùng trò chuyện với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cần khẳng định điểm số không hoàn toàn có ý nghĩa quyết định đến đánh giá năng lực của một con người. Tuy nhiên nó phần nào phản ánh trình độ thực tế cũng như năng lực học tập của người đó trong một môi trường nhất định sau này. Câu chuyện ở đây không dừng ở một người, một khoa, một trường mà là cả ngành sư phạm. Một ngành giáo dục sẽ phát triển như nào nếu chính các trường sư phạm được coi là trường top dưới với các sinh viên chỉ đạt điểm sàn? Đó là một điều mà chúng tôi cùng trăn trở. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của chị Thu Hương, khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.